Kính thưa quý khán giả, gìn giữ tiếng Việt để bảo tồn và phát huy nền văn hóa dân tộc là mối quan tâm của nhiều người Việt đang sinh sống tại hải ngoại. Giáo sư Thánh Giuse, 4929 đường St. Porter, Charlotte, NC 28273, ngoài việc giảng dạy và học hỏi tiếng Việt, việc truyền bá tin mừng của Chúa và giảng dạy giáo lý Công giáo cho các em nhỏ cũng là một nhu cầu rất cần thiết. Đó chính là mục đích hoạt động của trường Thiên Mẫu. Các lớp học mặc dầu giờ học không nhiều, chỉ vào ngày cuối tuần, nhưng với sự thiện chí hy sinh phục vụ của các sơ, các thầy cô, nhất là các phụ huynh đã tích cực cộng tác vào việc giáo dục mà các em đã nói, đọc và viết được tiếng Việt, cũng như tham gia vào chương trình Đố Vui để học hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 6 năm 2014. Hãy cho biết tiếng Việt có bao nhiêu chữ cái hết. Ok, mình có số 3 rồi tới số 2. Có 29. 29 gì con? 29 chữ có. Đúng rồi. Thưa con, phản nghĩa của chữ là quen, phản nghĩa của to lớn là nhỏ bé, phản nghĩa của lười biếng là siêng năng. Đúng rồi. Thánh lễ bế giảng niên học năm 2013 đến 2014, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 6 năm 2014. Đặc biệt thánh lễ hôm nay, sau một thời gian học tập về giáo lý, 54 em đã được linh mục Phêrô Trương Vĩnh Trị, chính sứ, giáo sứ Thánh Giuse cho xưng tội lần đầu và chúc mừng cho các em. Anh chị em một tràng pháo tay rất là lớn để chúc mừng cho các em hôm nay. Nhân dịp này, linh mục chính sứ cũng bày tỏ tâm tình đến quý phụ huynh, các thiện nguyện viên. Chúng ta không thể nào quên ơn được anh chị em, đó là ơn giáo dục của quý thầy cô giáo, dạy cho các em của mình từ đức tin cho đến văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam của mình. Nhưng hy sinh rất nhiều, tất cả là thiện nguyện viên hết. Nhưng từ công sức, thời giờ, sự kiên nhẫn để truyền đạt lại cái kiến thức cho các em của mình. Và đang riêng năm nay mình có thêm một cái khối nữa gọi là khối Anh ngữ, nha, để mà mình hướng dẫn thêm về tiếng Anh, để những ai cần thiết những tiếng Anh giao dịch, mình sống ở xứ Mỹ thì mình cần biết thêm tiếng Anh nữa. Năm nay là một năm phải nói rất thành công cho trường Thiên Mẫu của mình. Như chị Nhật Uyên, trưởng ban quản trị của mình đã trình bày, là chúng ta có một số các em rước lễ thêm sức đông kỷ lục từ trước đến nay, và mình lại có thêm năm đầu tiên thành công trong chương trình Anh ngữ nữa. Vậy một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn cho trường Thiên Mẫu của mình nha. Giáo xứ là nơi giúp cho mọi người đến thờ phượng Chúa, tạ ơn Chúa, cầu nguyện, xin ơn, phó thác. Ngoài ra, còn là nơi cho mọi người, nhất là giới trẻ, có nơi sinh hoạt, học hỏi về đức tin, Công giáo, văn hóa cội nguồn Việt Nam. Tôi, Bùi Văn Bằng, tường trình cho đài FPTN tại Giáo xứ Thánh Giuse, thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina.